Hi, xin chào cả nhà, chào mừng cả nhà đến với Hoa Lan Thanh Lâm. Dạ hôm nay mấy cây đèn rô nắng của Lâm bắt đầu nó bung lụa nè các anh chị. Mới bắt đầu thôi đó, nên nó chưa có xuất sắc lắm đâu, tức là nó này, nụ quá trời, nụ nó chớp các anh chị thấy không đó, cái đầu nụ nó chớp luôn nè. Nó này mới nở nè. Đó mới nở, rất là đẹp luôn. Này vàng đỏ thuận nha. Vàng đỏ thuận là màu màu vàng ở trong, màu đỏ ở ngoài. Này nó chưa full nên màu nó chưa có sáng lắm nè các anh chị, mới nở thôi. Đó, còn nụ nhiều lắm đó. Ở trên đây nữa nè, đó thân thủ của cây này dữ lắm. Cây này là vàng đỏ thuận, chút xíu nữa Lâm sẽ chia sẻ cho các anh chị vàng đỏ nghịch, thân thủ nó còn ghê gớm hơn cái loại này nữa. Nè các anh chị thấy không, hoa thì khỏi phải chê. Đó, nụ không nè, bên đó đỏ tím này, cái này ba dòi, lúc trước hai dòi, giờ ba dòi nữa. Rồi ở đây nữa nè, nó ở đây lúc trước nó nở rồi, cắt bỏ này, ra nữa nè các anh chị thấy không, bên đây nữa nè, nó mới nở đó, mặt trước mặt sau nè mới nở nè. Đó, màu rất là đẹp các anh chị. Đó, mặt trước của nó nè, mặt sau của nó nè, mặt trước mặt sau đều chớp hết luôn. Còn trên đây là chớp tôm. Ở trên cái này phải ngước cổ lên. Đó. Chớp tôm thì Lâm còn có mấy cây nè, cây này bự không, lên cái mầm gốc. Đó, các anh chị nào mua cái tôm này không? Nó bự lắm, y cây mía luôn, Lâm trồng ngoài kia kìa. Nè cái mầm nó bự lắm. À, lúc trước là nó ra hoa, giờ nó ra cái mầm gốc này bự ghê luôn. Giờ bữa cái mầm bên này nè, mầm bên này còn ngủ chưa có ra. Đó, Lâm để vô cái chậu bự này để không nó bị lật. Đó nè, vàng đỏ nè. Kìa, trong kia có mấy chậu đang nụ nữa. Nè vàng đỏ thuận nha các anh chị, vàng đỏ thuận. Thì giá nó cũng còn cao lắm, thôi đừng mua cái này. Cái này để 4-5 năm nữa mình chờ cho giá khoảng 100-200 ngàn một chậu mình có thể mua. Còn bây giờ nó tính là tiền triệu luôn, nên giá nó còn cao lắm. Tại vì nhân giống, mà nhân giống nó bằng mầm gốc với lại bằng kỳ. Nè ví dụ như bằng mầm gốc như thế này nè các anh chị, mình cắt nó ra ha. Còn này bằng mình ươm phải bằng kỳ. Rồi thân thủ cái này là nó dạng cái đợt sau này, cái này là vàng đỏ, gọi là hay mình hay gọi là vàng đỏ 100%, còn là vàng đỏ xưa nữa. Vàng đỏ xưa thì cái cánh của nó nhỏ hơn, cái khuôn hoa của nó giống như dạng cái chớp đỏ tím này nè các anh chị. Nè, chớp đỏ tím này thì cái khuôn của nó sẽ nhỏ hơn, nó bầu hơn, nên giá nó rẻ hơn. Còn vàng đỏ này, vàng đỏ 100% này sau này á, thì thân thủ nó rất là cao. Còn vàng đỏ xưa nó cứ lùng lùng ngắn à, nó không có cao, mà nó dễ bị tuột lá. Còn cái loại này á, thân thủ đã lắm. Nè, lá thân u nù ra, nó rất là cao nhưng mà nó vẫn còn đang đi ngọn nè các anh chị. Còn đây là nụ nè, ồ quá trời, quá đã luôn. Đó, rồi cái này là vàng đỏ thuận. Vàng đỏ thuận các anh chị nhớ chưa, mặt hoa của nó là màu vàng ở trong ha, màu vàng ở trong, màu đỏ ở ngoài, màu đỏ nó chớp sẹt ở ngoài. Đó, rất là đẹp luôn. Còn cái mà vàng đỏ nghịch á, thì cái màu đỏ ở trong, còn màu vàng ở ngoài. Lâm sẽ cho các anh chị sưu tầm cái loại này. Cái loại này thì cái loại này nó là sổ bông nó chuẩn rồi, thì 100% là nó ra chính xác. Còn cái loại Lâm chia sẻ cho các anh chị sắp tới đây, đây là cái loại vàng đỏ nghịch, tức là màu đỏ ở trong, màu vàng ở ngoài. Ồ, cái bông này đẹp quá. Wow, cái bông này đẹp. Chậu này lúc trước là có sọc rồi cái này ha. Ồ, quá đẹp luôn. Đó, lúc trước thì đây đó, mình sẽ dẫn các anh chị là cái luống này. Số lượng cây của mình thì nó giới hạn thôi, vài chục cây nha các anh chị, khoảng 50-60 cây thôi, không có nhiều. Nãy là vàng đỏ thuận ha, màu vàng ở trong, màu đỏ ở ngoài. Còn này là vàng đỏ nghịch, nhưng mà nó hàng sổ số nha các anh chị, tức là xác suất của nó. Lâm thấy là ở cái hàng nãy, hàng vàng đỏ thuận của mình á, cái cây của nó rất là xanh đúng không, xanh sạch nên nó sổ ra. Đó là cái này là hàng của Thái, người ta cái trình độ cái mô của ta nó
nó ok hơn của Việt Nam. Không phải là mình chê của Việt Nam, nhưng mà Việt Nam kinh doanh mà mình nuôi cá mô theo kiểu hộ gia đình đó, nhỏ lẻ, nên thường là ra một lô, nghĩa là Lâm thấy là cái cây của nó toàn là màu tím không à, màu tím mà tím đỏ, nên cái xác suất mà ra hoa màu đỏ mà đỏ đậm, đỏ bầm á, rất là cao, nên xác suất ra chớp nó thấp. Còn cái này á thì Lâm thấy là cây nó xanh sạch, giống như cây vàng đỏ, chớp vàng đỏ thuận của Lâm vậy đó. Đó, nên Lâm đã nhập bên Thái Lan cái lô này, lá mít luôn. Này lá mít mà không phải lá mít thường ha, mà lá mít là lá mít xếp rụt luôn nè các anh chị. Nó bầu ra, nó tròn vo, tròn y như cái lá mít, nên người ta hay gọi là lá mít. Mà này, hàng này lá mít mà nó xếp nè các anh chị, nó xếp, nó rụt lại, nó tròn lại. Nên cái này á, cái cây nó bự nha, cái cây nó to. Cái này á, mốt mình chơi mà thân thủ á thì cũng đã nữa. Nếu mà nó không ra chớp, cái này cái xác suất mà Lâm thấy màu xanh sạch thì có thể ra màu vàng mà vàng tươi, rất là đẹp luôn nè. Nếu mà nó không ra chớp, tại vì á, cái này là chớp nghịch, màu đỏ ở trong, các chị nhớ hay, màu đỏ ở trong, màu vàng ở ngoài. Đó, cái mà chớp nghịch á, bây giờ nó mắc tiền hơn chớp thuận. Chớp thuận thì một cây nhẹ tầm vài triệu ha, một cây như Lâm bán vậy, một chậu tầm vài triệu, hàng triệu mấy à. Như cái cây nãy Lâm bán tầm triệu mấy, cái cây mà trong chậu nhỏ tầm triệu mấy, hai triệu mấy, 3 triệu có, tùy theo cái size. Còn cái này á, giá của mình á, tại vì hàng sổ số chưa có sổ, nên Lâm muốn các anh chị là mua về chúng ta cùng sổ xem thế nào ha. Tại vì màu cây bố mẹ là cái mặt hoa Lâm đang để trên màn hình các anh chị đang xem á nha, nó rất là tuyệt vời luôn. Nó sáng, cái màu này đậm, nói chung là nó rất là độc luôn, nó sáng, nó đẹp. Còn cái thân thủ thì lá mít xếp rụt đó. Cái này á, mốt mình trồng vào chậu to, nó cao tầm mét mấy, 2 mét luôn các anh chị. Đó, cây bố mẹ bên Thái nó to lắm đó, nên người ta làm mô thì chắc chắn cái lô này rất là đã luôn nè. Đó, mình không có điều kiện để mình sưu tầm những cây vài triệu đồng thì mình có thể sưu tầm ở cái này, giống như giá cây hàng nắng nó rẻ hơn một số loại cây hàng nắng ở trên thị trường người ta đang bán nữa. Ba bán một cây thì chắc mấy trăm ngàn á. Còn Lâm cái này Lâm chỉ bán 110 ngàn một chậu thôi. Đó, để Lâm chia sẻ giá nó mềm cho các anh chị cùng nhau mình sưu tầm để về mình sổ. Nhiều anh chị lúc trước á, mua mấy cái lô hàng sổ của Lâm, cái sổ ra rồi mấy anh chị vui y trúng giấy số luôn. Đó, nên mới gọi là sổ số, hàng sổ số là vậy các anh chị ha. Đó, thì một chậu của mình là 110 ngàn, nhưng mà khi các anh chị mua từ 3 chậu á, có 330 ngàn thôi, thì Lâm đã miễn phí ship nhanh toàn quốc cho các anh chị rồi ha. Thì mình xác suất mình mua 3 chậu thôi, đừng có mua nhiều, mua nhiều tốn tiền. Thì 3 chậu, ví dụ như 3 chậu các anh chị về, các anh chị bóc vỏ dừa ra ha, bóc vỏ dừa ra rồi các anh chị ghép thành một chậu to, nó đi 3 hướng, nó mốt nó sổ ra. Nếu mà nó chớp thì mình bóc cái cây chớp đó ra. Còn nếu nó không chớp thì mình để nguyên cái chậu, mình làm chậu tác phẩm thì cũng chơi cũng rất là đẹp. Có 330 ngàn thôi, mình được miễn phí ship, không có tốn cái phí gì nữa hết nè. Đó, cây rất là đẹp luôn các anh chị. Đó, số lượng có vài chục cây giới hạn thôi nè, có khúc này nè. Đó, nên Lâm chia sẻ các anh chị toàn đã. Cái này Lâm phải để dành một mớ nữa nè, Lâm phải để dành lại chắc cũng 20 chậu để Lâm vô thành vài chậu tác phẩm bự. Còn các anh chị thì Lâm sẽ đưa các anh chị những cái cây bự trước, rồi những cây nhỏ nhỏ, ví dụ có những cây nhỏ này bụi lùm nè, nó nhỏ thì bụi nó lùm thì Lâm để lại. Tại vì các anh chị thường là các anh chị thích ngon bổ rẻ, cao to đẹp trai à. Đó, cái gì cũng vừa tốt nè, vừa bự nè, vừa đẹp nè, mà phải thật là rẻ thì các anh chị rất là thích. Đó, thì Lâm đáp ứng yêu cầu các anh chị luôn. Cây nào bự, đẹp, xanh, mơn mởn thì Lâm lựa ra trước cho các anh chị nha. Đó, các anh chị nào đặt hàng cứ liên hệ với Lâm qua số điện thoại 0978 813 282 ha. Ồ, cây này nó đẹp ghê nè các anh chị, thấy không? Wow, cây này làm như cái vảy rồng luôn nè các anh chị. Đó, đảm bảo sẽ có anh chị lựa cái cây này chốt trước nè. Nè, Lâm đem ra, Lâm để riêng nè. Anh chị nào đặt hàng trước thì Lâm sẽ gửi trước nha. Nè, nè, lá nó ngộ ngộ nè các anh chị, lá nó sọc sọc nữa nè, cũng tròn do nè, mà xếp là những cái vải rồng luôn. Đó,
chỉ có 110.000 chậu, 3 chậu 330.000 là miễn phí ship nhanh toàn quốc cho các chị luôn. Rồi sưu tầm nhanh nha, để nếu không chúng ta sẽ lỡ hẹn. Một phút tình cờ lỡ hẹn thì 2-3 năm sau chúng ta mới gặp lại những cái cây này. Đó anh chị ha, tại vì một lần ra mô nó rất là lâu và rất là khó để đạt cây chuẩn. Rồi một lần nữa các anh chị đặt hàng có liên hệ với Lâm Ba Số điện thoại 0978813282. Các anh chị nào chưa đăng ký kênh thì hãy nhấn nút đăng ký kênh và nhấn nút like rồi chia sẻ cái video clip này cho Lâm nha. Tại vì nhiều anh chị cũng mới biết Lâm nên rất là tiếc, là nhiều anh chị nói là phải biết Lâm từ trước để đặt được những chậu lan đẹp rồi. Tại vì bên Lâm đendron nắng còn nhiều lắm, đó xanh mướt luôn ha. Đó, còn nhiều loại đendron nắng thì Lâm sẽ lên clip tiếp theo với lại các lai da nữa. Rồi hôm nay Lâm chỉ quay clip này để chia sẻ riêng cái dendron chớp này thôi nha. Các anh chị nào đặt hàng thì hãy nhanh chóng nha. Đặc biệt Lâm không có ship sỉ cái này nha, tại vì không có số lượng đủ. Lâm chỉ chia sẻ các anh chị, một anh chị á, là một chậu, hai chậu, ba chậu thôi. Một chậu Lâm cũng ship luôn, nhưng mà phí ship là 30.000 đồng giá ha. Còn ba chậu trở lên đi Lâm hỗ trợ phí ship, là miễn phí ship cho các anh chị nha. Rồi một lần nữa Hoa Lan Thăng Lâm xin cảm ơn các anh chị rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.